cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên nền nhiệt ở các tỉnh Bắc Bộ và khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục xuống sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ, Nghệ An, Thanh Hóa phổ biến từ 8 đến 11 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 13 đến 16 độ. Tại Lào Cai, theo Ban Quản lý Khu du lịch Phan Xipang Legend vào trưa hôm qua, nhiệt độ trên đỉnh Phan Xipang giảm xuống 0 độ C, xuất hiện sương muối tạo thành lớp băng mỏng. Tại trạm Mẫu Sơn đã ghi nhận mức nhiệt độ giảm rất sâu, thấp nhất là âm 2,5 độ C. Tại đỉnh núi Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, vào lúc 6 giờ sáng, ghi nhận nhiệt độ âm 2,2 độ C, xuất hiện băng giá. Tại thủ đô Hà Nội, quan sát diễn biến khí tượng thực tế ngoài trời, nhiều khả nănăng đã qua thời điểm rét đỉnh của tháng 12. Dự báo trong 48 giờ tới, nhiệt độ dao động nhẹ thấp nhất từ 8 đến 10 độ C vào đêm và sáng sớm, ban ngày nhiệt độ không vượt quá 18 độ C. Người dân Hà Nội tham gia các hoạt động ngoài trời tại các địa điểm trang hoàng gần nhà thờ cần chuẩn bị trang phục phù hợp để phòng mất nhiệt do ngấm lạnh và ngấm ẩm có thể xảy ra. Còn ở các tỉnh phía Nam, trong những ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Từ ngày 25 tháng 12 ổn định sau đó suy yếu dần, khoảng từ ngày 28 đến 29 tháng 12, áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu trở lại. Thời tiết Nam Bộ chủ yếu ít mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô để phòng cháy nổ, chập điện. Thưa quý vị, một tin tức về thời tiết quốc tế cũng hết sức đáng chú ý khi sóng lạnh từ Bắc Cực đang tràn qua khắp đất nước Hàn Quốc trong ngày hôm qua và được dự báo sẽ kéo dài đến hết tuần này. Với nhiệt độ trung bình ở Seoul cho dao động trong khoảng từ âm 22 độ C đến âm 14 độ C, sáng 21 tháng 12 là sáng buốt giá nhất mà người dân tại thủ đô Hàn Quốc trải qua trong mùa đông năm nay. Bộ Nội vụ nước này cũng đã nâng cảnh báo tuyết rơi dày lên mức thứ 3 trong hệ thống cảnh báo gồm 4 cấp. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ là phần dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 18 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 6, trời rét đậm, vùng núi rét hại, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, vùng núi từ 4 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi trên 18 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 10 đến 13 độ, phía Nam 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Riêng Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 17 đến 20 độ, phía Nam 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21 đến 24 độ, phía Nam 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, miền Đông có nơi trên 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3,5 m.
Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8 biển động, sóng cao 2 đến 4 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9 biển động mạnh, sóng cao 4 đến 6 m. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9 biển động mạnh, sóng cao 4 đến 6 m. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9 biển động mạnh, sóng cao 4 đến 6 m. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng cao 2 đến 3 m. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 7 có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 5 đến 7m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, riêng phía Tây cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 4 đến 6m. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Thưa quý vị, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, Yên Bái, nền nhiệt độ đã xuống dưới 2 độ C. Tại đỉnh Khấu Nhà, giáp ranh giữa xã La Pán Tẩn và xã Cao Phạ đã xuất hiện băng giá vào đêm và rạng sáng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, ngày 22 tháng 12, do không khí lạnh liên tục tăng cường nên nền nhiệt ở các tỉnh Bắc Bộ và khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục xuống sâu. Trên địa bàn huyện Mù Quang Chải, Yên Bái, nền nhiệt độ đã xuống dưới 2 độ C. Tại tỉnh Kháo Nhà, giáp ranh giữa xã La Pán Tẩn và xã Cao Phạ đã xuất hiện băng giá vào đêm và rạng sáng ngày 22 tháng 12. Xã La Pán Tẩn đã chỉ đạo các trường học có giải pháp tăng cường chống rét cho học sinh, nhất là ngừng mọi hoạt động ngoài trời, đồng thời thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Ngoài ra, vào khoảng 10 giờ ngày 22 tháng 12, băng giá cũng xuất hiện trên đỉnh núi Lão Thần thuộc xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Băng giá phủ một lớp mỏng trên cành cây và thảm cỏ ở khu vực tỉnh Lão Thần. Được biết, nhiệt độ tại đây vào khoảng 11 giờ trưa nay là 2 độ C. Các đỉnh núi cao hơn như Kỳ Quan San và Nhiều Cổ San, băng giá cũng đã xuất hiện, phủ một lớp mỏng trên các sườn núi tạo nên khung cảnh thiên nhiên thú vị. Bên cạnh băng, đỉnh Phan Xipang cũng thu hút sự chú ý hàng năm khi có tuyết rơi. Theo ghi nhận của ban quản lý, trong những năm gần đây, hầu như năm nào cũng có tuyết. Đặc biệt nhất có thể kể đến năm 2021 khi tuyết phủ trắng xóa cả khu vực đỉnh Phan Xipang. Năm 2022, hiện tượng này cũng xuất hiện vài lần. Trong bối cảnh một số ổ dịch như tả lợn châu Phi, lở mồm long móng vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số nơi, mầm bệnh vẫn tồn tại, thời tiết rét đậm, rét hại sẽ làm giảm sức đề kháng của vật nuôi. Nguy cơ dịch bệnh lây lan vào thời điểm cuối năm vẫn là rất cao. Chính vì vậy, phòng tránh rét cho vật nuôi như thế nào là điều rất đáng chú ý. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đang trải qua đợt rét đậm rét hại ảnh hưởng lớn nhất trong năm, gây nguy cơ thiệt hại cho rau màu và đàn gia súc gia cầm. Ông Dương Trọng Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn cho biết, trên địa bàn xã hiện có 296 hộ gia đình, mỗi hộ đều nuôi từ 2 đến 4 con trâu bò. Vào những ngày rét đậm rét hại, nhiệt độ tại Mẫu Sơn có thể giảm xuống âm, xuất hiện băng tuyết. Theo ông Minh, trong đợt không khí lạnh này, xã thành lập các tổ công tác xuống thôn bản và hộ gia đình hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống đói rét cho gia súc, di chuyển đàn trâu bò thả rông về chỗ nuôi nhốt để kiểm soát, đồng thời cùng các thú y viên, khuyến nông viên ở cơ sở tăng cường phổ biến các biện pháp phòng chống đói rét cho vật nuôi, dự trữ thức ăn tinh, thức ăn khô như rơm rạ cho những ngày giá rét, tuyệt đối không để gia súc bị chết vì đói rét. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phi cho biết, địa bàn có trên 31.000 con trâu bò. Vào những ngày này, trên địa bàn nhiệt độ xuống thấp. Trước đây, mỗi khi không khí lạnh về, ở đây thường xảy ra tình trạng trâu bò chết hàng loạt. Tuy nhiên, 3 năm gần đây, người dân chủ động tích cực thực hiện hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nên không để gia súc chết do đói rét.
Ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trước tình hình rét đậm rét hại diễn ra trên diện rộng, Cục khuyến cáo các địa phương cần hướng dẫn nông dân che chắn chuồng trại, bảo đảm giữ ấm cho gia súc, không thả rông gia súc khi nền nhiệt độ xuống dưới 13 độ C. Các hộ dân cần dự trữ thức ăn thô xanh, bổ sung thức ăn tinh để tăng sức đề kháng cho gia súc, di chuyển đàn gia súc ra khỏi khu vực núi cao, gia súc thả rông về nơi nuôi nhốt an toàn để tránh rét. Thưa quý vị, Hàn Quốc đang trải qua những ngày lạnh được ghi nhận là buốt giá nhất từ trước đến nay, với nhiệt độ trung bình ở Seoul dao động trong khoảng từ âm 22 độ C đến âm 14 độ C. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc KMA cho biết nhiệt độ trung bình đã giảm xuống còn âm 24,7 độ C ở huyện Chewon, giáp biên giới Triều Tiên, âm 20,6 độ C ở quận Hoa Trơn gần đó và âm 18,4 độ C ở đèo Daegwareong. Tính đến 5 giờ sáng ngày 22 tháng 12 theo giờ địa phương, các thành phố lớn khác tại Hàn Quốc đều ghi nhận nhiệt độ không khí xuống dưới điểm đóng băng của nước là 0 độ C. Từ 8 giờ sáng, tuyết rơi dày với mật độ 1-5 cm mỗi giờ đã ảnh hưởng đến khu vực đảo phía Nam Jeju, tỉnh Nam Jera và bờ biển phía Tây của tỉnh Nam Trung Cheong. Theo KMA, tuyết tiếp tục rơi dày trong cả ngày 21 tháng 12 tại các khu vực nói trên và kéo dài sang ngày 22 tháng 12 tại đảo Jeju. Một số khu vực thuộc vùng núi tại đây sẽ có lượng tuyết tích tụ tới hơn 60 cm. KMA đã ban bố cảnh báo rét đậm trên khắp Seoul, Gyeonggi, Gangwon và một số khu vực của tỉnh Trung Cheong kể từ 9 giờ tối ngày 20 tháng 12 theo giờ địa phương. Bộ Nội vụ nước này cũng đã nâng cảnh báo tuyết rơi dày lên mức cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo gồm 4 cấp. Trong khi đó, thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã bước vào một đợt rét đậm kéo dài nhiều ngày. Cơ quan khí tượng Thượng Hải cho biết, nhiệt độ thấp nhất ngày 21 tháng 12 dao động từ âm 4 đến âm 6 độ C tại các vùng ngoại ô. Nhiệt độ trên toàn thành phố sẽ tiếp tục dưới ngưỡng 0 trong suốt cả ngày. Cũng theo cơ quan trên, nhiệt độ tối thiểu tại một trạm khí tượng ở trung tâm thành phố sẽ tiếp tục ở mức dưới 0 độ trong 5 ngày liên tiếp, tính đến ngày 25 tháng 12, đánh dấu đợt rét đậm trong tháng 12 chưa từng thấy suốt 40 năm qua. Dù nền nhiệt độ ở Thượng Hải vẫn ấm hơn so với miền Bắc Trung Quốc, nơi nhiều tỉnh thành ghi nhận các mốc nhiệt thấp kỷ lục trong những tuần gần đây, nhưng đợt rét đậm hiện nay là bất thường đối với thành phố này. Trong tuần qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC đã tiếp tục duy trì cảnh báo màu cam về giá rét. Đây là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo 3 cấp trong bối cảnh giới chuyên gia dự báo nhiệt độ giảm sâu ở hầu hết các vùng trên cả nước. Ngày 18 tháng 12, không khí lạnh đã gây hiện tượng tuyết rơi hiếm thấy tại phía nam tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc, trong khi nhiệt độ ở miền Bắc xuống gần các mức thấp kỷ lục của tháng 12. Bản tin dự báo thời tiết về cảnh báo thiên tai đời sống của VTC News đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị ngày cuối tuần đầm ấm và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại!